Trăm rưỡi á. Bé nó còn nhỏ không ạ? Cũng nhỏ. Nhỏ chứ cũng chín mấy rồi chứ ba. Hai ngày chín mấy chứ quen cha rồi. Chắc chín tám chín chín gì rồi. Nhớ lâu quá rồi nhớ. Đợi chị hả? 7 giờ chị đi rồi. Hẹn mất rồi.
cho nhân viên làm đi. Một nhiều ý cho em hả? Nhiều thì trừ chị đi mất rồi em ơi, chị có hẹn tối nay đi có việc 7 giờ rồi. Bây giờ qua chị coi sơ sơ rồi chị theo nó mà làm. Tại vì 7 giờ là chị nghỉ á. Mà quán cũng nghỉ luôn. Bây giờ hắn trơn khó nặng. Cho mình biết chịu nổi không nè. Nước mắt tràn mi. Mày làm em mày giỏi. Mày tao ráng rồi. Cục này. Giỏi gì sợ. Bà thét thở luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây chị qua chị kiểm tra sơ rồi. Do chị đi về đi, chị hẹn mà đi. Được rồi.